Vâng, lời nói đầu tiên Trung Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Trung Phú lại tao ngộ mấy sư huynh đệ với nhau để giải đáp những nghi vấn, những câu hỏi của quý bà con comment về cho Trung Phú quý vị. Nên Trung Phú làm cái video này gửi đến quý vị và các bạn, và có lời nhắn rằng các bạn không hiểu những cái đoạn thiên văn giáo lý nào cứ hỏi Trung Phú. Châu Phú sẽ nhờ người ta giải dùm. Và đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú nghe sư huynh Thiện Nghĩa và sư huynh Hồ giải đáp nghi vấn. Châu Phú có xả dao gì để cho xả chết, mong quý vị thông cảm nha. Dạ mời quý vị. Dạ. Chào tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, qua đây Châu Phú và sư huynh Hồ, sư huynh Thiện Nghĩa sẽ đang giải đáp những cái nghi vấn, những cái đoạn thiên văn giáo lý của quý bà con khắp nơi comment về cho Châu Phú. Thì trước khi vào cái video giải đáp nghi vấn thì Châu Phú cũng sẽ nhờ sư huynh Thiện Nghĩa gửi tặng một đoạn sấm giảng, một đoạn thiên văn giáo lý để tặng cho quý vị và khán giả nhé. Qua đây chào sư huynh nha. Rồi, xin chào Châu Phú. Thưa sư huynh, thì hôm nay huynh đệ mình ở đây để mà giải đáp những cái nghi vấn của quý bà con. Thì qua đây em nhờ sư huynh có thể đọc một đoạn thiên văn để gửi tặng quý bà con nha nha sư huynh. Rồi, Thiện Nghĩa cũng xin kính chào Châu Phú và kính chào Ngọc Tâm cũng như tất cả quý vị đồng đạo xa gần kính mến. Thì hôm nay là cái duyên rất là đặc biệt, được gặp lại đồng đạo Hồ, một người hiền đệ mình rất là quý mến và cũng đã có một cái quá trình tu tập. Thì hôm nay thì huynh đệ mình có dịp chia sẻ với đồng đạo mình những gì mình biết đó trong sấm giảng đó quý vị. Thì chứ còn nói nghi vấn thì chắc phải đợi những cái bậc cao niên tiền bối thì chắc nghi vấn đúng hơn ở Châu Phú, còn đây mình huynh đệ mình chia sẻ thôi. Biết nhiều chia sẻ trao đổi nhiều thôi đó Châu Phú. Chứ còn nếu mà nói nghi vấn thì chắc phải có một cái thời gian rất là dài để mình lên để mổ xẻ, bởi vì giáo lý Đức Thầy thậm thâm vi diệu lắm, mình nói trong một thời gian ngắn thì cũng không có thể hết được ý của Đức Thầy á. Cho nên mình hiểu nhiều thì nói nhiều ha. Mong quý vị quan hỷ. Mà mình làm video mình cũng phải để giải đáp nghi vấn là cũng đúng chứ huynh. Nhưng mà cái những cái mà nghi vấn thắc mắc của đồng đạo ha, đồng đạo thì mình giải đáp ra, nhưng mà cái sức lực của mình nó có hạn. Đúng thành rồi. Ra mình ý là nói vậy đó. Mình giải đáp ra những cái nghi có đúng gì á, thì mong quý cô chú anh chị bậc tiền bối cao thâm hơn sẽ bộ comment về bổ chính thêm cho anh em. Đúng rồi, đúng rồi, ý mình muốn nói vậy đó. Cho nên để trước tiên thì câu trả lời nghi vấn của đồng đạo đâu gửi về Châu Phú đó thì để Thiện Nghĩa xin đọc tặng cho quý vị một mấy câu sấm giảng của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo diệu màu gặp lúc chân chuyên, phận môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên khen, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng các chư tăng, giới tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng cao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng
dẹp bớt âm thanh sắc tướng, lo chân hưng Phật Pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bốn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Yeah. À, tuyệt vời quá sư huynh này. Chúc phước nghe được Ngọc Tâm. Dạ, nghe được không Ngọc hay, Tâm? Quá hay. Dạ. Yeah. Lâu lâu mới đọc một lần nên nó cũng không được chuẩn ha. Yeah. Chú Phú ha. Dạ. Thì bữa nào cái mình khỏe khỏe cái mình đọc tặng cho quý vị nghe. Không, vậy là tuyệt vời rồi. À, thì kính thưa quý vị, thì sư huynh Thiện Nghĩa đã gửi tặng cho Châu Phú và gửi tặng cho quý vị một đoạn thiên văn giáo lý của Đức Thầy rồi. Thì nói tiếp sau đây là những thắc mắc, những nghi vấn của bà con đã nhờ Châu Phú nhờ hỏi giùm, để khi mà Châu Phú đọc, nhờ Châu Phú đọc ra đó quý vị, để nhờ sư huynh Hồ và sư huynh Nghĩa giải đáp giùm nhau quý vị. Dạ, thì thưa hai sư huynh, có một vị khán giả đã comment về cho Châu Phú một câu là vô pháp tướng mới là thật tướng. Rồi. Thì Châu Phú nhờ hai sư huynh có thể giải đáp những cái nghi vấn để Châu Phú được hiểu rõ nhiều hơn. Rồi, và gửi đến mọi người. Rồi, hay quá Châu Phú. Kính thưa quý vị, thì kính thưa cái người đồng đạo đang hỏi một câu hỏi rất là hay quý vị. Đây là một cái câu mà nói về cái sự tu tập của một hành giả đang sắp đến một cái kết quả rất là viên mãn. Thì đây là một cái, bởi vì mình cũng thường nói giáo pháp của thầy là giáo pháp thậm thâm vi diệu, mà tu đến giai đoạn mà vô pháp tướng mới là thiệt tướng, thì đây là một cái điểm rất rốt ráo. Thì nhân đây thì Thiện Nghĩa cũng xin mời đồng đạo Hồ để trao đổi với Châu Phú, với Ngọc Tâm, rồi cùng quý khán giả nghe chung. Mong quý vị có gì sơ xuất, mong đồng đạo quan hỷ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nhà sư huynh nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa với hiền huynh, cũng như hai vị đồng đạo đang trên hai cái kênh YouTube rất là đặc biệt, phổ biến chánh pháp của Đức Thầy mà tôi đã từng biết, đó là Ngọc Tâm và Châu Phú. Thì hôm nay thì cái nhân duyên đặc biệt chúng ta lại gặp nhau để nói một số vấn đề mà cần phải hiểu qua giáo lý của Tổ Thầy. Thì thưa với quý vị, phải nói là khi mà chúng ta tu á, thì đã là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì cho dù đứng trên cương vị nào, thì cái mục đích cuối cùng mà Đức Thầy muốn hướng tới chúng ta là quả vị vô thượng Bồ Đề. Đó là quả vị chánh đẳng chánh giác, là quả vị Phật á. Nhưng mà cái bước đường tu của mỗi hành giả thì không phải như không mà chúng ta bước vào giai đoạn đó được. Tại vì trong cái trình độ khả năng của mỗi chúng sinh thì cái sự tiếp nhận chánh pháp nó khác nhau, và cái sự hấp thụ về chân lý nó khác nhau. Có người thì người ta tu, người ta chỉ hiểu đơn thuần những cái điều đơn giản đó, người ta chỉ thích làm từ thiện, hoặc giả là hiểu một cách đơn giản là tôi tu tâm được rồi, tôi nói vậy đó. Yeah. Có đôi khi mình biểu người ta tu á Ngọc Tâm, Châu Phúc, nơi chú ơi bây giờ cứ tu đi, hạnh phúc lắm, thôi cần gì tu, tôi tu tâm được rồi. Tôi không có làm gì, tôi không gì ác, tôi tu tâm là được rồi, chứ cần gì phải tu như quý vị, như mấy ông. Nhưng mà thật sự nói cái đó là chúng ta thường nghe là cái quan niệm của thế gian vậy thôi. Ta nói tu tâm nhưng mà chính bản thân ta không biết tâm ta đang ở đâu. Giờ nó đang ở chiều hướng nào. Nên luân chuyển như thế nào thì người ta cũng không biết được. Tôi nói thật á, nếu mà nói tu tâm á, mà thêm cái chữ dưỡng tánh á, nó là cả một cái cuộc đời của một hành giả, nhưng mà là chuyện đơn giản đâu. Nó khó vô cùng. Thành ra Đức Thầy mới nói là hãy ráng tu tâm, dưỡng tánh lành. Cái gì mà Đức Thầy biểu ráng là tôi nghĩ nó vô cùng khó khăn, không bao giờ dễ.
không? Đức thầy nói bình thường thì dễ, nhưng mà cái gì quý đồng đạo mình để ý đi, cái gì đức thầy biểu ráng là vô cùng khó, tại vì khó mới ráng. Đúng rồi. Đúng không? Là khó mới ráng. Đúng. Còn bình thường là chúng ta không ráng được. Thành ra thì đức thầy nói là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho mang nghiệp vọng tâm sanh. Thì cái điều đó nó khó. Bây giờ cái câu hỏi này nó càng khó khăn với tôi hơn là vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Cái câu hỏi này thì nó được liệt vào trong những cái pháp đại thừa đốn giáo của đạo Phật. Đúng rồi. Đại thừa đốn giáo, nhưng mà thuộc gì dạng đốn giáo á? Cho Phú biết đốn giáo là gì không? Không anh. Đốn giáo có phải là cầm cái giáo đốn cái bụi cái củi không? Nói cho vui vậy thôi nha quý vị. Chữ giáo là giáo pháp, mà chữ đốn tức là trực chỉ ngay vào tâm để cho thấy tánh. Yeah. Tức là pháp đốn giáo là pháp chỉ thẳng chân tâm. Yeah. Kiếm tánh thành để Phật. Kiếm tánh thành Phật. Đốn giáo hả? À, gọi là pháp đốn giáo. Yeah. Tại vì trong giáo pháp Đức Phật nó tới bốn cái phương pháp. Yeah. Để giáo dục chúng sinh. Mà nó giáo dục tức là dạy đó, chứ nó cái đơn hiển đơn giản là như vậy. Một là đốn nè, là cái pháp tối thượng thừa là cao nhất, tức là chỉ thẳng vào tâm để cho chúng sanh biết mà tu. Có đôi khi cái lời chỉ thẳng đó rất là minh lòng. Thành ra đôi khi có một số vị tổ đó, người ta chỉ thẳng cái tâm đệ tử mà người ta đôi khi người ta đánh nè, ta la rồi ta hét ta đuổi đi nữa. Mà khi đệ tử hiểu được cái tâm rồi tự động quay về lại thầy. Còn cái người bình thường nói sao thầy không tu hung quá như không, sao không đánh mình, như không sao không chửi mình. Nó vậy, nó gọi là pháp đốn giáo là vậy đó. À, người ta tưởng là đốn giáo là mình chặt bỏ chứ. Người bình thường mà chặt là đứt liền á, chứ không phải là dựng đơn giản đâu. Nhưng mà đối với cái bậc cao thủ ta chặt ta không đứt. Nó vậy đó. Đó. Thành ra thì chính điều đó, cái pháp đầu tiên ở trong cái pháp tối thượng thừa của đạo Phật là đốn. Thì cái đốn giáo nó rất là khó, thành ra chúng sanh khó tiếp thu. Thành ra Đức Phật mới hạ thấp xuống một căn cơ nữa. Đó là tiệm. Chữ tiệm là tu từ từ. Tiệm là từ từ mà tu. Rồi quyền tức là phương tiện. Ví dụ như quyền tức là thay vì muốn cho làm cái pháp đó nhưng mà khó quá chúng sanh làm không được, thôi thì phương tiện tạm thời làm đỡ cái này để thành tựu cái kia. Giống như Đức Thầy ra đời trị bệnh rồi vậy đó ha. Dạ, trị bệnh đó là quyền pháp này, pháp kia đó ha. Nên bây giờ một cách đơn giản là thay vì Đức Thầy ra đời chủ trương cho tính đoạn chạy trường đó, nhưng mà ngặt ngay trường mới đầu khó quá. Đúng rồi. Đâu ai làm nói đâu, thôi bây giờ đỡ một cái là 4 ngày. À. Một tháng 4 ngày ăn cho đỡ gì đi. Dạ. Rồi quen với đồ chay cái đã, rồi từ từ bắt đầu chạy trường sau. Nó vậy đó là quyền pháp đó. À, rồi hai là thật pháp, tức là cái pháp chân thật, cái pháp nói không sợ mất lòng. À. Sai nói sai, đúng nói đúng, chánh nói chánh, tà nói tà. Đó là cái pháp thật. Yeah. Thành ra chính điều đó thì trong cái câu này được đặc biệt đó, đồng đạo đem ra hỏi, mà nằm ở trong cái quyển là Giác Mê Tâm Kệ, tức là quyển tư. À. Một cái bài kệ chỉ thẳng về nội tâm rất hay. Ừ. Mà trong những cái sấm giảng thì giáo lý, thì mà tôi nghiên cứu về cái pháp tu á, thì tôi thấy rằng những cái pháp đại thừa nằm trong quyển tư rất nhiều. Đúng rồi, nằm trong quyển tư, đặc biệt là nói về ngũ quẩn nè. Ừ. Về tứ diệu đề nè. Về bát chánh đạo là phải nói là những pháp rất là đặc biệt. Mà được Đức Thầy canh tân dùng cái ngòi bút chỉnh sửa sang định rất là hay. Nói cái gì? Thật ra chính điều đó thì cái mà cần phải tìm hiểu, cần phải nói rõ hơn. Mà đặc biệt đồng đạo hỏi con câu đâu để nhớ câu trước thế nào mới đúng vế của nó. Cái câu trước thì nó để bây giờ tôi xử, tôi bắt trước một cái vị tiền bối của mình là bác Hai Lê Văn Phú nha. Bắt trước là sao? Bắt trước thử coi tôi có khả năng đó không. Thì vô pháp tướng mà là tướng phải không? Thì đầu tiên á, cái câu trước Đức Thầy nói là thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, mới tới vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Ồ, hay quá, tại giống giống mà nghe đệ tử làm đệ tử bắt hai được rồi đó. Đó, thành ra thì dẹp năm tên được mới mừng cười. Dẹp năm tên được mới mừng cười. À, năm tên này cũng quan trọng. Năm cái tên này nó quan trọng á. Quá quan trọng. Đặc biệt á. À, thành ra diệt năm tên được mấy mừng cười, thành ra mới tới vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Ờ, diệt được năm tên này đâu để kể cho đồng đạo nghe cái năm tên thì, này. Thì năm cái tên vậy? Này nó là năm cái tên giặc, nó chuyên phá cho người tu không thể nào thành được đạo Bồ Đề. À. Phải nói năm cái tên giặc này là giặc kêu bằng giặc đại ca. À. Trong cách đại ca giặc không ai sợ bằng năm tên này. À. Sáu cái tên giặc như là sát thinh hương vị xuất pháp. Ta còn có thể người ta nghiêu dung đôi khi người ta tré nó, người ta né tránh, vậy là lâu ngày ta khắc phục được. Nhưng mà cái năm tên giặc này đó phải nói là đối với cái bậc mà tu hành nhị thừa như hàng A-la-hán thỉnh văn, trải qua một thời gian tu tập lâu xa mới có thể diệt được năm tên giặc. Nó là cái gì? Đó là sắc thọ tưởng hình thức. Theo cái ngũ quẩn của đạo Phật. Nhưng mà đặc biệt hơn vì cái hành trạng và từ cái sắc ngũ quẩn hình thức đó nó sanh ra cái gì thì xưa nay trong đạo Phật chưa ai hề lý giải.
chúng ta nên biết rằng trong năm cái quẩn này, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn và thức quẩn, năm cái này, thức quẩn nữa. Thành ra năm cái này thì khi mà nó đã tạp nham và nó luân chuyển ở trong cái tâm thức của một cái hành giả đang tu, thì tự động nó sanh ra một cái ngã chấp. Từ cái ngã đó đó, nó sanh ra mới thấy được con người và có ta. Thành ra cái hàng nhị thừa Bồ Tát đó, mà nếu muốn chứng về cái quả đại thừa thì phải không có thấy người, không có thấy ta, không có thấy chúng sanh và không có thấy thọ giả. Đó là trong kinh Kim Cang đại thừa Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà đặc biệt hơn á, thì cái đó chỉ giải thích tới đó thôi, chỉ nói là nhân ngã thôi. Nhưng mà trước kia do đâu có nhân ngã, do đâu mà thấy người thấy ta Ngọc Tâm, do đâu mà thấy Ngọc Tâm khác với tôi nè, do đâu mà thấy Ngọc Tâm thua tôi nè, do đâu mà thấy Châu Phú thì mới tu và đọc giảng không hay bị người ta cười hoài nè, do đâu? Nó không do nơi tham sân si mà ra. Từ nơi tham sân si đó thì nó mới sanh ra nhân và ngã. Thành ra chính điều đó đó, Đức Thầy chúng ta rất khéo rất hay, là thay vì á, xưa kia trong các cái vị tổ sư cũng như trong kinh Phật chỉ giải thích về sắc thọ tưởng hành thức thôi, chứ chưa có thể nói rõ ràng chi tiết về sắc thọ tưởng hành thức nó sanh ra cái gì. Nhưng mà qua với Đức Thầy mà chúng ta mới thấy, Đức Thầy nói nè, sắc thọ tưởng hành thức là năm tên đó, năm tên giặc đó là có sẵn rồi đó, nhưng mà nó sanh ra nè tham, sân, si, nhân và ngã. Đó, năm tên này mới đặc biệt. Từ sắc thọ tưởng hành thức, nó là con đẻ, nó là con đẻ của sắc thọ tưởng hành thức ở trong ngũ quẩn. Thì bây giờ khi mà chúng ta diệt được sắc thọ tưởng hành thức, không thể nào diệt được. Tôi bảo đảm ở trên đời này một cái nhà hành giả nào, tôi nói thật á, không có ai mà tuyên bố là tôi diệt được ngũ quẩn hết trơn á. Bởi vì ngũ quẩn không bao giờ diệt được, nó giống như là một cái làn khói trắng. Khi mà mình chỉ gió thổi qua thì hết khói, nhưng mà sương mù ở sáng nó có nữa thì làm sao diệt? Thì bởi cách tốt nhất á, là người ta chuyển hóa sắc thọ tưởng hành thức bằng cái trí tuệ. Người ta thấy nó là không thật thôi. Người ta chúng ta mới nhớ rằng ở trong kinh Đức Phật thường hay nói đó, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Thời, chiếu kiến ngũ quẩn dây không mới độ nhất thiết khổ ách. Nó nhò chắc Châu Phú nghe cũng hơi khó ha. Nghe cũng được ha. Rồi bây giờ thâm rồi. Ra chính điều đó đó thì cái mà chúng ta cần nói ở đây, nói một cách dễ hiểu là gì? Quán tự tại Bồ Tát là ai? Tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm ở trong đạo Phật ta kêu là Quán Thế Âm, nhưng mà chúng ta nói cho Đức Thầy là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì do đâu mà thành tựu? Do nơi chiếu thấy năm quẩn đều không mới thành tựu được đạo. Nó vậy. Thì bây giờ chiếu năm quẩn đều không thì không khó chiếu lắm. Sao biết chỗ nào là sắc, chỗ nào là thọ, chỗ nào là tưởng hành thức? Thì bây giờ cái dễ chiếu nhất là thấy cái tham trong mình nè. Thấy không? Thấy rõ ràng nhất á. Nếu mà ngồi định là ngồi định là thấy cái tham mình á, chứ mình cũng còn tham chút đỉnh ha. Thấy cái sân mình nó dễ thấy hơn. Đúng rồi. Thấy cái si của mình nó dễ thấy hơn. Về nhân ngã mình phân biệt với người ta, mình thấy người ta thắng thua lỗ lời mình thấy dễ hơn. Thành ra mấy cái đó dễ thấy. Thành ra khi mà chúng ta quán chiếu diệt được tham sân si nhân ngã là tự động sắc thọ tưởng hành thức là điều không. Đó là chúng ta diệt năm tên được mới mừng cười đó. Lúc này thì bây giờ giữa người và ta không còn nữa. Nó không có cái giới tuyến biên cương gì phân biệt phân cách nữa. Và giữa mình và chúng sanh không còn là cái gì phân biệt nữa. Phải nói là mình đã chứng giờ cái quả gì Bồ Tát. Câu này là câu chứng Bồ Tát đạo á, là để thừa đó đó Châu Phú. Thành ra diệt năm tên được mới mừng cười đó. Bây giờ mình vô pháp tướng. Mới là thứ mới vô cái trung tâm. Khi mà đã sắc thọ tưởng thức điều không rồi đó thì đâu có pháp. Đâu có chỗ đối tượng để không, mình ấy. Đâu có chỗ đối tượng để mình phân biệt nó đâu. Thì sắc thọ tưởng hành thức đều không, tham sân si nhân ngã đã hết rồi đó, thì đâu có tướng. Cái gì là tướng? Cái gì để cho mình phân biệt đây? Cái gì để cho mình nhân ngã? Cái gì để cho mình phiền não đây? Không có. Thành ra đó là gì? Tất cả pháp và tướng, nói chung giữa nhân và ngã, pháp và tướng, những cái này nó đều là không cả. Thì khi mà vô được cái không đó, mình mới thấy được ô, thì ra xưa nay ta vốn dĩ là vậy, ta đâu có cái gì đâu ta. Ta vẫn như vậy mà. Tại sao đó giờ mình tùm lum vậy, mình lu bu gì? Chẳng qua là mình năm thằng giặc này nó đang quậy mình. Giống như để nói chỗ này thì nghĩa nhớ chỗ mà được tổ nói là không dè, không dè. Đó, 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 ngay cái chân chỗ đó là chỗ thèn chỗ. Chỗ đó cho đó, đó, nghe luôn coi, không dè. Đó, thành ra đồng đạo mình nhớ kỹ nha. Khi mà Đức Lục Tổ thấy được cái tánh rồi đó, Đức Lục Tổ mới quá tuyệt vời. Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, tức là không dè tánh mình nó vốn dĩ thanh tịnh. Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, không dè tánh mình nó đầy đủ. Hà kỳ tự tánh bất vô động diêu, không dè tánh mình
không, nó không có dao động. Xưa này à, hà kỳ tự tánh năng sanh môn pháp, chèn ở cái tánh mình số đủ pháp trong này chứ đâu cần gì phải học bên ngoài. Ông Phật ở đây mà nào đó, tìm ở đâu, tìm đâu không à. Đó, không về, không về à, không về. Thành ra chúng ta phải tu, có đôi lúc chúng ta phải ô lên một cái, chèn ơi sao tôi không về, sau đó giờ tôi là Phật ta, Châu Phú ơi sao thấy đen đúa xấu xí gì mà là Phật. À. Cười bây giờ giống Phật lắm rồi đó, sao Ngọc Tâm cũng thấy đẹp trai mà cũng là Phật vậy. Cái nụ cười duyên dáng này kia, điềm đạm như Quỳnh Nghĩa cũng là Phật. À. Thì ai cũng là Phật. Lúc đó mới thấy là thiệt tướng là mình là Phật và chúng sanh đều là Phật. Đó là thiệt. Ngay chỗ đó thấy được cái âm Phật ngay trong mình, không có đâu xa đúng nữa. Đúng rồi, để nói nhiều khi thì Nghĩa cũng để ý cái có lúc mình cũng là Phật, cũng có lúc là ma, có cũng lúc đủ thứ hết á. Thì những lúc mình thanh tịnh mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tâm hồn mình như mình không dính mắc vào gì đó thì mình cũng khởi lên được một hai phút, một hai giây gì nào đó. Cái nó khởi lên cái khác thì cái đó là ma rồi. Cho nên các cái bậc giác ngộ thì người ta thường tinh tấn, nghĩa là lúc nào ta cũng sáng hết, còn mình thì cũng có lúc Phật, lúc ma, lúc ma nó không có liên tục. Cho nên cái pháp này để biết không, khi mà muốn luyện cho đến cái mức mà Châu Phú hỏi đó là mình phải qua nhiều cái sự tập luyện và phải quán chiếu tinh tấn lắm mới thấy được ông Phật ở tại tâm mình, chứ không phải mà đơn giản hay để ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà còn phải phát tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi mình quán đời vô thường vô ngã, tất cả đi sâu vào giáo pháp mà mình quán chiếu cái thân ngũ uẩn này như thế nào rồi từ từ mình mới dám lìa bỏ nó, rồi mình mới thấy cái thật tướng của mình. Cái thật tướng này là theo thì Nghĩa nghĩ rằng là giống như ai ăn lấy no, ai được đúng, ai đúng, biết đúng, đó. Nó vậy đó. Giống như là giờ ví dụ quý vị chứng đắc đi, quý vị cũng kể cho thì Nghĩa nghe, thì Nghĩa cũng không hiểu không được. Không mà được. Cái ông B ông đắc ông kể lại cho mình nghe, mình cũng không hiểu luôn. Chỉ có những hàng mà thinh văn Bồ Tát nó đồng một cái sở chứng đắc như nhau thì người ta hiểu. Giống như ông thầy giáo dạy đại học thì ông gì cái người học đại học á thì ta hiểu. Còn nếu mà ông thầy giáo giảng đại học mà nói cho lớp 1, lớp 2 nghe thì lớp 1, lớp 2 cũng thua luôn. Cho nên để phân tích cái chỗ này kỹ cho Châu Phú nghe thêm cái vô cái thật tướng á, cái tướng mà giải thoát á, cái tướng mà gọi là rốt ráo như vậy đó, thì để thấy cái Phật tánh á, thì chỗ này là mình thấy rất là siêu việt của chỗ đức thầy chỉ đó. Cho nên để bổ sung thêm để cho cái câu trả lời được sáng tỏ hơn đó, để chúng ta cần phải bổ sung thêm một chút xíu là cái pháp đốn giáo đại thừa, tuy rằng chúng ta nói nó dễ như vậy nhưng mà thật sự phải trải qua một công đoạn hành trì rất là sâu dày. Nếu mà thiếu công phu thì không có thành đâu thành đạo. Thành ra thời nay á thì người ta thường hay lạc vào những cái người ta nói mà ta không làm. Chúng ta thấy có nhiều người ta nói đại thừa thao thao á, ta nói phải nói rằng ta nói tận mây xanh, ta nói nhiều cái là mình giống như thiền sư chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà đâu phải như không mà có được cái vô pháp tướng. Nhưng phải qua giai đoạn diệt năm tên đó mà. Cái giai đoạn diệt năm tên là giai đoạn chúng ta đang công phu á. Giai đoạn chúng ta đang công phu dụng công để hành đạo. Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Đúng rồi. Phải nói là tu cả đời người không biết làm được hay không. Phải đời này qua đời khác, nó chứ không phải chuyện đơn giản. Đúng. Theo tôi đúng đọc kinh sách tôi biết, nếu mà cái bậc A-la-hán muốn thành đạo A-la-hán mà diệt được những di tế phiền não trong tâm mình phải trải qua tới 60 đời, 60 kiếp. Đúng rồi. Nhưng mà ngày nay Đức Thầy có dạy mình để cho khuyến tấn mình đó quý vị. Đức Thầy nói là nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Đó. Cái câu này phải nói là nó cũng rất là giống câu Châu Phú hỏi đó. Nó lặng tâm nghĩa là nghe nói thì nó dễ dữ lắm. Nhưng mà thường á quý vị thấy là mình thường mình thấy mình diệt được nhiều cái lắm. Nhưng mà đó chỉ là phần thô thôi. Còn cái vi tế như đệ mới nói là cái vi tế là cái nó rất là trừu tượng. Có thể là mình sơ ý thì mình không thể nhận ra. Bình thường mình dẹp về mình diệt chuyện này chuyện kia, tham sân đủ thứ chuyện, mình nghĩ là chắc là được rồi, mình nghĩ chắc vậy là cũng ngon lắm rồi. Nhưng mà thật ra trong đó nó có vi tế, trong đó cái vi tế là cái mà gọi nó sâu thẳm, nó nhẹ nhặt, nó nhỏ nhặt. Nó vi tế nghĩa là mình phải không có thấy được. Thiền định phải tu tập sâu sắc lắm mới có thể là mình thấy được chỗ đó. Dạ đúng rồi. Có những cái chuyện nhỏ mình bỏ qua trong đời, mình chỉ tìm hiểu cái lớn thôi. Ví dụ như tôi nói một cái việc đơn giản, người ta chỉ tìm hiểu về làm thế nào nói cho nó cao, nói cho tâm cho tánh nó sâu, nhưng mà những cái nhỏ nhặt trong tâm thì không thấy. Điển hình hồi xưa có một cái vị thiền sinh họ đến học thiền, một vị thiền sư. Thì ban đầu học thì tính là thiền sư dạy mình cái gì, ai về chỉ dạy nấu nước, quét giường, quét sân vậy thôi. Người ta đồn ông thiền sư này ông nổi tiếng lắm, tại sao không dạy gì thiền hết trơn á, sao biết được đầu tư thiền. Thì cái ông thiền sinh này mới lấy làm bất mãn,
Thì hôm nọ mới bưng trà ra mời thầy, tại vì thường thường ở trong thiền các vị thiền sư ta uống trà. Thì một cái vị thiền sinh muốn cho hỏi vấn đề gì thì phải hầu trà, tức là phải bưng trà bưng nước mà thầy thì mới hỏi. Thì bưng cái khay trà ra thì mới hỏi ông thầy: dạ thưa thầy, cái giáo pháp cao sâu cùng tột của đạo Phật con hiểu là cái pháp tối thượng thừa, mà trước giờ con muốn tìm hiểu với thầy cái Phật tánh chân tâm, cái vũ trụ bao la là cái gì mà con không nghe thầy nói, xin thầy nhờ điểm hóa cho con để con thấy được cái này. Sẵn cái tách trà đó đang để không và cái bình trà nóng để sẵn, ông thầy rất là từ tốn, ông cầm cái ấm trà lên, ông rót vào ly, ông rót hoài xuống như này, đầy cái ly trà mà ông không ngưng lại, ông rót cái tràn ra ngoài luôn. Thì ông thiền sinh nói: dạ dạ thưa thầy, cái ly trà thầy tràn. Ông cười, ông nói: cái tâm con hiện tại đang giống như ly trà đang tràn cái vậy, có nghĩa là cái nghiệp chướng vô minh của con còn đầy, làm sao hỏi những cái này được. Thì ông mới hỏi lại: thì con giờ đây học thiền được bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, con học thiền được 3 năm. Như lại lúc nãy con vào đây đó thì cái dù con bỏ ở bên hướng nào vậy? Chuyện nhỏ thôi. Ông chế giới: dạ thưa thầy, con không biết hướng nào con bỏ cái dù, con quên rồi. Chứ vậy làm sao học thiền? Nói cái chuyện mà con bỏ cái dù hướng nào mà con không nhớ làm sao học thiền được. Thôi con ra ngoài đi, giờ 5 nữa 2 giờ đây tham vấn với thầy, tiếp tục học thêm 3 năm nữa. Thì cái vào đó thì bây giờ lúc này ông thầy không, ông không có rót trà nữa, mà ông đang ngồi trên cái phương trượng, ông đang đọc sách. Thì thiền sinh vừa hỏi: dạ thưa thầy, năm nay con có thể tham vấn được với cái tâm chân như thật tướng với thầy chưa? Thì ông thầy ông mới hỏi: lúc nãy con vào đây cái chiếc dép đầu tiên con bỏ là chiếc dép phải hay dép trái, bỏ ngoài hiên á? Dạ thưa thầy, con không đi. Chết rồi. Mệt rồi. Được không? Thế là rõ ràng thì nó từ chi tiết như vậy đó. Có những cái vi tế nhỏ nhặt mà chúng ta không có đi, thì làm sao chúng ta hiểu được những cái nhiệm màu cao siêu. Nó vậy đó. Làm ra ông thiền sinh ông tính là chỉ học pháp đại thừa là thành đạo rồi. Nhưng mà không gì là những cái nhỏ, những cái lớn mà thành tựu những cái nhỏ nha Châu Phúc. Có thấy được vô pháp tướng mà là thiệt tướng hay không thì chúng ta phải trải qua giai đoạn tu tập từ cái chánh niệm, việc chánh niệm nè, chánh định nè. Mà đầu tiên sơ khởi là chúng ta phải chánh kiến trước cái đã. Đúng. Nó vậy đó. Rồi quán chiếu từ từ mới tới chánh định. Đúng rồi. Theo cái giai đoạn rồi phải có chánh tinh tấn nữa kìa. Vậy đó. Phải không? Dạ đúng rồi. Vậy chứ nếu mình định có lúc này hả, mà lúc khác mình không tinh tấn thì cũng đâu có định đâu. Cho nên mình phải có thêm cái chánh tinh tấn nữa. Đúng rồi. Dạ vậy đó. Cho nên thì Nghĩa nghĩ rằng á, thì Nghĩa rất là sợ là cái tưởng quẩn đó quý vị. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà trong đó thì Nghĩa tu thì Nghĩa sợ nhất là cái tưởng thức. Cái tưởng thức nó dễ làm cho mình chi phối. Nhiều khi mình ngồi đây cái mình tưởng ở bên Mỹ, bên Pháp gì đó, rồi trong cái vi tế của mình á, thì mình thấy nhiều khi mình tu được về cái ông này ông giỏi hơn mình, cái tự nhiên cái mình tưởng mình không thương ổng, mình không thích ổng, mình ghét ổng, nhưng trong cái tưởng thức của mình nó phức tạp vô cùng luôn á. Còn những cái khác á thì quý vị có thể là từng bước mình soi những cái tưởng á rất là khó. Cho nên mình dẹp được 5 cái này phải là một công trình tu tập quý vị ơi, không phải là đơn giản mà nói muốn dẹp là dẹp. Mà tu mà đơn giản hàng ngày đi rong rong ngoài đường hoài mình nói mình được. Dẹp mình nghĩ là dễ, nhưng thật ra đi vô sở hành quý vị mới thấy cái chỗ này nó rất là khó. Mình nhiễm đủ hết á. Nhiều khi mình dẹp cái thô thì được một phần ở đây, nhưng mà vô cái vi tế á vô cùng phức tạp. Nhiều khi ngồi đây chứ tưởng đâu không à, đủ chuyện hết á. Thầy nói là trí vẫn dơ, tưởng nhớ tưởng đó nhớ đây đó ha, nhọn chỗ đây cho nhớ chỗ khác không phải vậy. Cái chỗ này quá hay, nếu hay mà có thời gian là mà cần kể cho Phú nghe chắc đã lắm cho Phú. Bây giờ anh em mình giải thích là cho quý vị tới đây là quá tuyệt vời rồi. Em cũng chân thành cảm ơn hai sư huynh đã chia sẻ cho em và sư huynh Ngọc Tâm được hiểu rõ nhiều hơn. Thì em chúc hai sư huynh có nhiều sức khỏe an lạc nha. Mô Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì anh em của Châu Phú hiện giờ chỉ là mổ xẻ ra đơn giản thôi, vì anh em của Châu Phú chỉ hiểu biết được mớ nào thì mình chia sẻ mớ nấy ha sư huynh. Rồi. Nhưng mà anh em của Châu Phú cũng đang hành theo và đang học hỏi thêm, trao dồi thêm. Thì nói chung là nếu mà quý vị nào mậu đạo thì cái dịp nào đó ghé ghé chỗ ngay nhà ông đạo hồ á, ông đại lẩu luôn, ai nghe pháp là ông này cũng được lắm, coi như ai nghe pháp ông là ông say xưa lắm, ông giải rồi ông thưởng thêm cái lẩu nữa. Quý vị đồng ý không? Nam mô Di Đà Phật. Dạ anh lại chịu không nổi luôn nghe Châu Phú có đàn lên này tới nước ngoài về luôn á nghe. Đó là mê lắm quý vị ơi, khi mà nói về giáo pháp thầy thì Nghĩa có một cái tâm trạng rất là lâng lâng, cảm thấy sung sướng lắm.
nếu mình hành theo đó, mình thấy cái tâm lý, tâm trạng của mình cảm thấy mà được một cái lớp nào đó, mình cảm thấy hạnh phúc ở lớp đó. Chứ chưa nói tới vô pháp tướng được đâu, nhưng mà mà mình được lớp nào là mình mừng lớp đó rồi. Yeah. Mong quý vị cũng phải mình tập từng bước đi đi lên mà đi đến cái chỗ đó là bảo sở, chỗ đó là mình thấy là rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, viên mãn trong kiếp này. Mà nói khó chứ không phải là làm không được nha quý vị. Đức Thầy còn nói là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Cho nên đó là khó, nhưng mà mình chịu khó, mình tập vật, nghiên cứu, tinh tấn thì sẽ được quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chỗ tay cho sư huynh Thầy Nghĩa đó nha. Vâng, kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú đã dài, quý vị Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây, và cũng không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an là lạc, an lành, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.